về người, người là đấng cứu độ. Tôi là tội nhân, người đã dẫn tôi về. Giêsu, người là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào người sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc tụng người. Giêsu, tôi cảm tạ người. Người là người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi cảm tạ người vì người thương tuyến chọn tôi từ bụi cho được nghĩa thiết với người. Giêsu, người là bạn, người là thầy, là cha chi thánh. Nhưng đã hạ mình cứu muôn tội nhân, hướng hạnh phúc thiên đường. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người. Người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc trước mặt chúng ta là cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng, ngài thuộc dòng Chúa Cứu Thế, tổng giáo phận Sài Gòn, nhận lời mời hôm nay ngài đến với cộng đoàn Oasis chúng ta để dâng thánh lễ cầu cho cộng đoàn, đặc biệt là giảng quyết tâm. Cộng đoàn chúng ta hân hoan vỗ tràng có tay thật lớn để chào đón cha. Nhân dân cha bà con và thân thần. Chúa cùng anh chị em, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào chương trình thứ ba của mùa chay thánh. Mùa chay Chúa mời chúng ta hoán cải, sửa lại chính tâm hồn, sửa lại chính cuộc sống của chúng ta để chúng ta tiếp tục bước đi theo Chúa trên hành trình của niềm tin. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa. Và hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta cùng với nhau chia sẻ lời của Chúa, đó là của ăn vô giá cho linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria lê thị sinh giữa một năm.
linh hồn anh tôi và anh Nam, linh hồn tổ tiên và cha mẹ nội ngoại hai bên, linh hồn anh Nam Phạm Thị Hạnh, Maria Phan Thị Kỳ dỗ 15 năm. Giờ đây để là nguyện cầu của chúng ta xứng đáng đẹp lòng của Thiên Chúa, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm. Tôi phu nhân nên ta xuống
nên ta sống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Mô-xê thưa với Thiên Chúa rằng: Này, con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con tên người là gì, con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Mô-xê: Ta là đấng tự hữu. Chúa nói: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Mô-xê: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời, đó là danh ta phải ghi nhớ qua muôn thế hệ. Đó là lời Chúa. Thank you.
vì họ đã bị ngục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu chấp như một số người trong bọn họ làm ác đã làm và đã quăng mạng bởi tay một sứ thần hủy diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương và đã được ghi chép để căn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên ai tưởng mình đang đứng vững hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy có những kẻ thuộc lòng cho Chúa Giêsu vì bị con Pilato giết mấy người Galilee, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilee bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilee ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó trốn đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, mai ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Chúa hết xin lời có lời kính chào tất cả quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ. Tôi nhớ năm kia tôi giảng tĩnh tâm mùa vòng cho giáo xứ đầy đồ. Tôi đứng bên đó, tôi nhìn qua đây, tôi sao thấy cái giáo xứ này lớn quá sức. Mà đâu có ngờ năm nay lại được về đây chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Anh chị em thân mến, có một gia đình sống với nhau khá hạnh phúc. Hai vợ chồng trẻ đẹp có với nhau một đứa con gái dễ thương. Rồi gia đình này dần dần với dòng thời gian với năm tháng vẫn hạnh phúc. Nhưng mà thưa anh chị em,
Tôi vẫn thường nói cái cuộc đời của chúng ta, bao lâu chúng ta còn sống trên cái cuộc đời trên mặt đất này, bấy lâu chúng ta còn phải gặp rất nhiều những nghịch cảnh, những ngăn trở. Bởi vì cái cuộc đời này nó chỉ là cái cuộc đời ngắn ngủi mong manh, nó không phải là cõi vĩnh hằng. Cho nên từng lúc trong cuộc sống của chúng ta gặp những biến cố mà không bao giờ mình nghĩ tới cả. Gia đình là tôi vừa trình bày với anh chị em, đứa con gái nó lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ, 16 tuổi mà nó nảy nở như một thiếu nữ xinh đẹp. Rồi một ngày kia người mẹ có công việc đi vắng, tối không về, người cha ở nhà say sưa rượu chè. Tối anh ta nảy lòng dục và hãm hiếp đứa con gái duy nhất của mình. Khi bị triệu tập ra ngoài công an, anh ta nói như thế này: tôi chồng thì tôi có quyền hưởng chứ, tôi có hưởng cái trái đầu mùa của tôi, công lao của tôi. Đã phạm tội mà còn đứng đứng. Từ ngày đứa con gái bị cha nó hãm hiếp, nó bỏ nhà ra đi vì đau xót. Bây giờ đứa con gái 16 tuổi ra đi, đi về đâu? Không nghề không nghiệp, cuối cùng nó trở thành một cô gái bán hoa ở ngoài đường. 3 năm sau nó bị vào trại cai nghiện và người ta phát hiện ra đang nhiễm bệnh SIDA. Từ ngày nó nhiễm bệnh SIDA, thưa anh chị em, người mẹ thi thoảng có lên thăm đứa con gái tội nghiệp của mình. Thăm con á, chị ta chỉ biết khóc. Vài năm về trước, đó là một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp, đó là cái bệnh SIDA đã làm cho nó chết dần chết mòn, ốm ho, gầy mòn, ghẻ lở, luôn luôn khạc gia đình. Ngồi bên mẹ trong buổi chiều tà, nó nói với mẹ nó rằng: mẹ ơi, nếu như con chết đi, mẹ đi thiêu xác con đi, rồi hãy thả xuống dòng sông, chỉ có dòng sông mới rửa sạch nỗi nhục nhơ của cuộc đời của con. Khi nó qua đời, mẹ nó làm như lời chối, thiêu xác con mình rồi đem thả xuống dòng sông, nắm trong tay, chỉ là rơi nước mắt. Từ ngày đó người mẹ không quay về nhà, nghe nói rằng chị trở thành người điên loạn. Làm sao mà sống được, thưa anh chị em? Làm sao mà tỉnh táo được khi hoàn cảnh nghiệt ngã của đứa con gái tội nghiệp của mình? Còn người cha, từ ngày con gái mình chết đi, anh ta bị ung thư gan và tháng sau chết trong đau đớn. Người ta gọi là ông trời có mắt trả thù dùm cho đứa con gái tội nghiệp. Anh chị em thân mến, cái gia đình đó mới đầu là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà rồi chính gia đình đó không còn hạnh phúc, không còn lãnh lót là tình ái, mà trở thành địa ngục của trần gian, đổ vỡ, sụp đổ hoàn toàn. Người ta còn ví con rằng gia đình là tổ ấm của tình yêu, của sự yêu thương, nhưng với điều kiện mỗi một thành viên trong gia đình phải hướng về nhau trong tình yêu và trong sự phục vụ. Còn nếu chỉ biết sống ích kỷ, đi tìm thỏa mãn cho chính mình, thì mọi sự sẽ sụp đổ và chấm dứt. Đời sống gia đình của ngày hôm nay chúng ta thấy đang đối diện
có rất nhiều những khó khăn, những nghịch cảnh, bị ảnh hưởng bởi thế giới, bị tác động bởi môi trường sống của xã hội. Ngay như gia đình Công giáo của chúng ta cũng đang gặp biết bao nhiêu biến cố. Cho nên cái năm nay chủ đề mục vụ giáo hội mời gọi chúng ta sống đó là gì? Anh em hãy đồng hành với những gia đình đang gặp khó khăn. Đồng hành là gì? Đồng hành như thế nào? Thưa anh chị em, đồng hành có nghĩa hành là đi, đồng là cùng. Cùng đi, ta cùng lên đường, cùng đi với những gia đình đang gặp khó khăn. Nhưng mà chúng ta có cùng đi hay không, hay là may nhờ hứng chịu sống chết mặt ăn? Đây là chủ đề giáo hội mời gọi. Thì chúng ta phải thức tỉnh, mà chúng ta phải sống ngay trong những ngày mùa chay này. Nếu như lâu nay chúng ta không làm gì, nhưng lâu nay chúng ta chưa có tương quan tốt đối với tha nhân, đối với những anh chị em đồng đạo sống chung quanh chúng ta, thì mùa chay là dịp để chúng ta quay trở về. Vậy thì trước hết xin hỏi anh chị em, bây giờ chúng ta phải đồng hành như thế nào để đồng hành được với những gia đình gặp khó khăn? Tôi nghĩ rằng phải nhìn thẳng vào những cái khó khăn và các gia đình đang gặp phải. Hôm nay trong một cái việc chia sẻ không có thể dài, tôi chỉ gợi lên vài điều để chúng ta cùng với nhau suy nghĩ. Cái khó khăn đầu tiên mà các gia đình gặp phải đó là vấn đề tài chính, hay nói một cách dễ hiểu là tiền bạc. Người ta nói nghèo cũng khổ, giàu cũng khắc. Nghèo cũng dễ bỏ Chúa như thường, nghèo cũng mất niềm tin, và giàu cũng dễ mất niềm tin và dễ bỏ Chúa. Đó là những cái khó khăn. Bây giờ trước chúng ta thấy những người nghèo, những gia đình nghèo đã gặp những cái khó khăn. Bây giờ nói thật với anh chị em, người ta nói cái câu mà tôi thấy đúng lắm: có tiền thì có tất cả, không tiền không có gì cả. Chính xác. Bữa nào anh chị em đi ngoài đường á, anh chị em quên cái ví tiền, không có một xu trong túi, anh chị em đi thấy nó lo lắng như thế nào? Tôi có cái kinh nghiệm này nhiều lần lắm. Hôm đó tôi đi làm lễ, tôi không có mang theo ví tiền, quên mất. Trời đổ mưa mà cũng không đem theo áo mưa, tiền đâu mua? Chỉ biết là cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi đừng mưa, mưa cái này ướt hết. Con đi làm lễ chắc con không có đi chơi nha. Vậy mà hình như Chúa không có nghe. Mưa như chút nước, ướt như chuột lột, không có tiền nữa. Chúng ta không làm được gì cả. Nhiều gia đình lánh nhau rồi mà không có tiền để mà sinh sống, để nuôi con. Thì xin thưa rằng, thưa anh chị em, dễ bỏ nhau lắm, dễ phản bội nhau lắm. Tôi đã gặp rất nhiều những hoàn cảnh vì thiếu tiền, người ta đang tâm bỏ nhau, chạy theo đồng tiền. Không có tiền làm sao mà nuôi con, làm sao cho nó đi học, rồi nó đau tiền đâu mà mua thuốc. Vừa rồi tôi đi giảng một nhà thờ, khi tôi đi ra tôi thấy một anh chàng đội cái nón xanh, mặc cái áo khoác xanh, có đề dòng chữ Grab, tức là chạy xe ôm Grab. Thấy gương mặt cũng hiền hiền thì tôi nói: chở tôi đi. Thế thì anh, tôi lên xe, anh chàng tôi xin lỗi cha nữa. Nó ủa sao nhìn tôi biết cha, thấy cha trong nhà thờ đi ra, thấy cái mặt cha cũng hiền hiền. Chàng cha: ờ tôi là ông cha. Anh ở đâu? Tôi: cha con ở Bình Thuận, con bỏ quê, con cứ vợ lấy Sài Gòn để mà sinh sống, con chạy xe ôm, giờ con đi làm cho xí nghiệp cũng sống được ở nhà trọ. Nhưng từ ngày tôi với con có tiếng khóc chào đời: thưa cha, khổ quá, không đủ tiền,
mấy hôm nay con của con không có tiền mua sữa uống mà nó bị suy dinh dưỡng nữa. Chỉ nhìn đứa con suy dinh dưỡng cứ khóc vì thiếu, chỉ biết rơi nước mắt. Không tiền người nghèo đó thì anh chị em nghèo, nó không phải là cái tội mà nghèo là một cái khổ. Giờ nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ. Giàu tại sao khổ? Những người giàu có, những người trung lưu bây giờ có của ăn của để, mà nhất là đang bị ảnh hưởng của nền kinh tế tư bản thị trường, tức là kinh tế phải tiêu thụ, phải hưởng thụ, mà để có tiền mà tiêu thụ hưởng thụ thì phải chạy theo đồng tiền, làm việc làm mọi cách để có tiền, và có tiền rồi thì đâm ra là thụ hưởng. Mà chúng ta thấy trong sách thánh, trong sách các bức thư của thánh Phaolô cảnh tỉnh chúng ta, đừng có chơi bời danh đảng, đừng có no nê chạy chè chế. Chị em thấy khi chúng ta có tiền, chúng ta sẽ hướng cái tầm nhìn, cái lòng của chúng ta về chuyện thụ hưởng. Mà thụ hưởng trong con người của chúng ta có hai cái chuyện. Thứ nhất là cái bụng đấy này, thánh Phaolô nó rất rõ ràng, có những người chú của họ là cái bụng, tức là ăn gì uống gì phục vụ hết. May ra thì thưa anh chị em, chúng ta đi theo Chúa, còn bằng không thì không đi theo Chúa. Giờ này không có ai ngồi ở đây đâu, ngồi ở ngoài lề đường ở các quán nhậu. Ngày hôm nay từ Sài Gòn đến Biên Hòa và các vùng miền Tây, các quán nhậu đều hoạt động hết công suất. Cái đó là niềm vui của người ta. Tôi thấy cái bài hát của anh nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nó hay lắm. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngã nghiêng, men rượu say men. Vỗ tay. Cái bài này là bài ruột của tôi đó. Nhưng mà ở đây có lớn là để hát, mà đã hát một chút cho anh chị em tỉnh ngủ, chứ tôi nói một chặt chắc ngủ hết. Tôi nói anh chị em nghe có rõ không? Rõ không? À, rõ thì tốt, tại nhà thờ hơi bị vang, là khó mà nói lắm cho dễ đó. Một trong những cái khó khăn của những người đi giảng là thưa anh chị em, giảng mà giáo dân họ không có nghe. Hôm nay tôi cố gắng nói chậm, nói to, chứ thường thường tôi nói hư nhanh và nói vừa chứ không nói to. Như nhà thờ này là hư vang, thôi thì ráng nghe, anh chị em ráng nghe, còn tôi ráng giảng cho nó xong. Cái đòi hỏi hưởng thụ đầu tiên là cái ruột, cái bụng của chúng ta đó. Đáng sợ. Nhiều khi chúng ta đi ăn đi uống ở trong các quán nhậu, chúng ta cảm thấy sướng hơn là đi vào nhà thờ. Dẫu nhà thờ có gì, có thánh giá, có thánh kinh, có thánh tông, có thánh thể, là những tình thương mà Chúa dùng để nâng cuộc đời chúng ta lên, ta gọi là hàng sống. Nhưng mà chán lắm thì không, anh chị em đi nghe giảng mà lâu lâu gặp ông cha nào mà giảng dài cả như tôi, chuyên gia gây mê tôi thì mệt lắm. Còn ở quán nhậu tôi chưa thấy ai mà than rằng hôm nay nhậu dài quá. Thánh lễ thì có thể nói ông cha giảng dài quá, coi phim hết tập này có tập khác, đâu có ai nói phim dài quá. Coi bóng đá khi đội tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup đấy, đá hết trận này qua trận khác, đâu có nói đội tuyển Việt Nam đá lâu quá không. Nhưng thưa anh chị em, ta còn một cái nhu cầu mà mình đòi hỏi để hưởng thụ nữa, đó là gì? Xin thưa, sắc dục, hay gọi cách khác, hệ sắc của chúng ta. Các nhà tâm lý nói cái nhu cầu về sắc
dù nó còn lớn hơn cái nhu cầu về ăn uống được chính xác, thưa anh chị em. Cho nên khi chúng ta có tình, chúng ta đã bị dễ bị rơi vào những cái cám dỗ muôn ngàn đời của con người, cái ăn và cái sắc dục. Cho nên giàu cũng là cái khổ. Chính vì đó mà thưa anh chị em, những gia đình nghèo khó khăn, những gia đình giàu cũng là khó khăn, cả hai cùng đẩy người ta đến cái điểm gì, xin thưa, không tin vào Thiên Chúa. Có người nghèo quá nói với tôi, thưa cha, con không có đi lễ ngày Chủ Nhật vì con phải bận làm gì kiếm tiền nuôi con. Cái khó khăn đó, cứ đi làm kiếm tiền đi, rồi một mãi mai kia còn lại cái gì trong cuộc đời. Người giàu có thì đi chơi hưởng thụ, không có giờ đi lễ. Cho nên một ngày kia sẽ không còn niềm tin cho những gia đình đang rơi vào hoàn cảnh ấy. Không có cầu nguyện, không có đức tin. Một câu nói trong giáo hội nhắc nhở chúng ta. Rồi khi mà không có Chúa là còn cái gì? Thưa anh chị em, nếu không có Chúa, một đại văn hào nước Nga có nói, nếu con người không tin vào Thiên Chúa, giống như một con người không có linh hồn. Bây giờ nếu mà tôi và anh chị em không có linh hồn thì khác gì với cái con thú đó. Mà con người không có linh hồn thì con người sẽ trở thành một con người độc ác. Anh chị em dễ sợ linh hồn đang điều khiển chúng ta nè, chúng ta mới sống lòng nhân, lòng ái, đủ mọi thứ chuyện. Không có linh hồn, con người sẽ trở thành một lời giả thôi, quay lại cắn nhau. Cho nên khi gia đình mà không có niềm tin vào Thiên Chúa thì còn lại gì, xin thưa anh chị em, sẽ còn lại những chuyện đổ vỡ. Đổ vỡ đó là gì? Bạo lực trong gia đình. Cái ngày hôm nay chúng ta thấy vợ chồng đánh nhau nhiều lắm. Hồi trước mà nghe nói là vợ giết chồng tôi thấy rất là hiếm, bây giờ rất là dễ. Rình rình đánh nhau, khi trời nó ngủ chặt cho nó mấy nhát chết. Dễ lắm, bạo lực gia đình đó. Không còn tình yêu thì còn địa ngục thôi, còn hận thù thôi, ta thôi. Rồi còn là cái gì trả thù, dễ sợ. Tôi ở ngoài miền Trung, cái câu chuyện mới xảy ra, anh chị em đọc trên mạng đó. Người anh tạt axit vào mặt của đứa em trai ruột của mình. Vì cái gì? Vì ghen tuông, dễ sợ có người, cái lòng hận thù, trả thù của người chất lớn. Rồi nó đẩy đời sống gia đình đến điểm gì, xin thưa anh chị, cái đó lòng nữa, đó là vấn đề hoại tình. Bây giờ ngay như trong đạo của chúng ta, hoại tình nhiều lắm, thưa anh chị em. Khi tôi ngồi tòa, tôi nói với một người anh em đó, nè, anh nhớ nha, tội hoại tình là cái tội rất nặng, phản lại lời thề với Chúa, phản lại lời thề với vợ, đó là tội trọng. Mà nếu như giả như bây giờ anh đang phạm tội ngoại tình, Chúa kêu anh về anh chết, anh đi về đâu, chắc chắn linh hồn anh không có sự siêu thoát. Mỗi người đang phạm một trọng tội, cái chỗ chỉ có làm bỏ luật. Ngoại tình rất là nhiều. Rồi khi ngoại tình rồi không còn thương nhau, chung thủy để có người ta đến cái gì, ly dị, chia tay. Đó là một cái thảm cảnh lớn trong đời sống gia đình. Tôi vừa nêu lên với anh chị em. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện khó khăn khác nữa, chúng ta không bao giờ nói với nhau. Trong gia đình, vợ hay chồng nghiện ngập, cái nghiện đáng sợ lắm. Nghiện xì ke, nghiện cờ bạc, nghiện cá độ bóng đá, nghiện rượu chè, cái nghiện ngập. Rồi bệnh hoạn, nếu hai vợ chồng đang sống với nhau, bỗng một người bị bệnh nan y, làm sao hạnh phúc. Rồi trong gia đình có cái vấn đề neo đơn, tức là cha mẹ về già rồi, con cái bắt đầu hững hờ. Đấy, đau khổ rất nhiều. Tôi có người mẹ, khi ba tôi mới có 3 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi 4 chị em nên được. Bây giờ mẹ tôi sống có một mình, mà bây giờ đã 87 tuổi rồi.
mẹ già như chuối chinh tây giống như mẹ rừng con thời mồ côi. Một năm mà tôi về thăm mẹ được một lần ở dịp Tết, mẹ tôi bây giờ già nhiều lắm. Mỗi lần về rồi mỗi lần chia tay mẹ ra đi, lấy của mẹ tôi rất nhiều nước mắt. Mẹ giờ sống có một mình một bà lão 87 tuổi rồi. Tôi nói với mẹ đó, bây giờ mẹ sống một mình mẹ buồn không? Mẹ tôi trả lời mẹ buồn, nhưng mà các con cứ yên tâm đi, mẹ luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa. May là mẹ có còn một niềm tin, không có niềm tin là sống tuổi già trong em đấy. Thưa anh chị em, hôm nay cha xứ bảo tôi nói cái đề tài này, mà đề tài này không thể nào nói ngắn được. Bây giờ tôi nói đã gần 30 phút rồi. Thôi thì tôi phải rút lại bài chia sẻ hôm nay. Mẹ thì khi mà nói chúng ta đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, chúng ta thấy cái bức tranh toàn cảnh của gia đình hiện thời là một cái màu xám xịt. Chúng ta làm gì đây? Trong khi trước đây những cái danh xưng, những cái danh từ đặt cho đời sống gia đình hay lắm. Gia đình là mái trường đầu tiên để giúp giáo dục con cái nên người. Gia đình là tổ ấm của yêu thương. Gia đình là một sự diễn tả dung mạo dung nhan của Thiên Chúa ba ngôi tình yêu. Còn bây giờ chúng ta thấy trời ơi, đủ thứ mọi chuyện đổ vỡ ngay trong lòng của gia đình. Chúa làm gì đấy khi Chúa dựng nên đời sống gia đình qua cái việc tạo dựng Adam Eva? Giáo hội làm cái gì đấy khi đi các lời kêu gọi đồng hành với các gia đình đã gặp khó khăn? Mỗi người chúng ta làm gì đấy khi đứng trước lời kêu gọi của giáo hội? Thưa anh chị em, tôi xin tóm lại mấy điều ngắn thôi. Thứ nhất, đó là làm sao đấy chúng ta phải cùng ra khỏi chính mình. Nếu muốn đồng hành với những gia đình khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn, thì chính chúng ta phải ra khỏi chính mình. Để làm gì? Hướng lòng về Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta sẽ sống còn khi chúng ta biết hướng lòng về Thiên Chúa, để thầm xác tín rằng Thiên Chúa là người cha giàu lòng xót thương. Chúng ta thấy dọc dài trong Kinh Thánh diễn tả với chúng ta là lòng xót thương, lòng nhân hậu của Thiên Chúa như thế nào. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, Thiên Chúa là người cha, ôm đứa con vào lòng sau khoảng thời gian nó đi xa, nó hoang đàn từ bỏ từng của cha mà ra đi. Khi nó quay về không còn gì hết, người cha vẫn ôm vào lòng, hôn lấy hôn đẹp, một sự yêu thương, một sự tha thứ. Thiên Chúa là người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc, tìm được rồi vác trên vai mà nhảy lên vui mừng hớn hở. Thiên Chúa là vị Chúa Hoàng xót thương, ngài nghiêng mình xuống trên người mù thành Bethsaida, người mù thành Jericho, để cái tiếng lòng của anh thổn thức. Lạy thầy với lòng xót thương, nếu ngài muốn ngài chắc chắn được thấy đi. Thiên Chúa động lòng trắc ẩn trước cái chết của con trai bà hóa thành nam im, trước cái chết của Lazaro, người bạn của ngài. Thiên Chúa yêu thương xót xa trắc ẩn, ngài ở không phải trên trời, ngài đang ở giữa chúng ta. Vì sao? Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng với chúng ta. Có điều chúng ta ít niềm tin, chúng ta không thấy Chúa. Hôm nay tôi chạy cái đường quốc lộ 1K, tôi đi từ nhà thờ. Đầu tiên tôi thấy là nhà thờ Phúc Hải Bình An, dọc các nhà thờ nào cũng đẹp cả.
nhờ thời nào cũng to lớn cả. Nhưng thưa anh chị em, cái quan trọng đó là gì? Không phải chúng ta có nhà thờ to lớn đẹp đẽ chúng ta tự hào, nhưng chúng ta tự hào mỗi khi đi ngang qua thánh đường nào, chúng ta nhớ rằng ở trong ngôi thánh đường, trong bí tích thánh thể, Chúa đang hiện diện. Đi ngang nhà thờ nào cũng vậy, anh chị em cúi đầu nói với Chúa Giêsu thánh thể: cảm ơn Chúa, Chúa đang ở đây, Chúa đang đi với con, đồng hành với con trong mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường đời. Chúng ta có xác tín, chúng ta tin điều đó, để khi tin chúng ta làm gì mới đến được với Chúa? Không tin không đến với Chúa. Có thể là trong cái nhà thờ này có khoảng chừng 500 anh chị em, tin chưa? Xin thưa có chứ, tôi tin một Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha Con, Thánh Thần. Nhưng niềm tin của chúng ta còn cần phải được thăng tiến và hoàn thiện qua những thánh lễ chúng ta đi như thế nào. Nó có niềm tin chúng ta mới đến được với Chúa, ở lại với Chúa. Đức Thánh Giáo Hoàng Giao Phó Đô Đệ Nhị, Ngài có một lời kêu gọi rất hay: anh em hãy tìm đến với Đức Giêsu để Ngài có cơ hội đồng hành với anh em. Chúa ở đây, chúng ta đến với Chúa, làm sao Chúa đến với chúng ta? Chúa luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người. Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giáo Hoàng đương kim, là vị Giáo Hoàng của người nghèo, là vị Giáo Hoàng của lòng thương xót. Ngài nói một lời hay lắm: mỗi anh chị em hãy đi gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu. Riêng tư là một mình với Chúa, ngồi lại với Chúa. Rồi Ngài lại nói thêm: lòng thương xót của Chúa đã có đó rồi, những phương thuốc về lòng thương xót đã có đó rồi, chỉ cần một bước chân thôi là anh chị em đã gặp chính lòng thương xót của Chúa và phương thuốc của lòng thương xót của Ngài. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy đến với Chúa trước đã, ngồi lại với Ngài trước đã, để chúng ta có một cái gì chúng ta muốn đem chia sẻ. Thánh Agostino có nói: hãy yêu đi rồi mới có thể cho. Chúng ta chưa yêu Chúa, chúng ta có gì để cho anh chị em mình, nhất là những người đang gặp khó khăn? Khi chúng ta có Chúa rồi, lúc bây giờ chúng ta đến với những người chung quanh, những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn. Như là Giáo Hội mới gọi chúng ta: mỗi kẻ tu hữu hãy mang lấy suối nguồn của sự bình an và niềm hy vọng để đi đến chia sẻ cho những hoàn cảnh, những gia đình đang gặp khó khăn. Thưa anh chị em, tôi xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Trong giáo hội của chúng ta có hội Lesio. Hội Lesio là hội con cái của Đức Mẹ. Hội Lesio không có làm việc bác ái. Họ đi viếng thăm những người nguội lạnh, họ đi viếng thăm những người gặp khó khăn, họ đi viếng thăm những gia đình chưa biết Chúa. Họ làm gì? Trước khi đi, thưa anh chị em, họ quy tụ lại chung quanh Đức Mẹ, đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ đi với họ. Họ kể với tôi, đến nhiều gia đình nó thú thực luôn là: thưa anh chị em, người ta không có tiếc, bởi vì thường có người ta thích tiếp những người nào đem tiền, đem bạc, đem gạo, đem mì đến, cho không tiếp những người đi không. Và một lần kia họ đến viếng thăm một người đàn bà neo đơn, không chồng không con, sống nghèo nàn bình hòn, không có đạo. Họ đến họ làm gì đây? Thưa anh chị em, họ ngồi nói chuyện, họ giặt đồ cho người phụ nữ này, họ nấu cơm cho người phụ nữ này, họ quét dọn chăn ngoài sạch sẽ. Người phụ nữ này buộc miệng mới hỏi là cái chị em Lesio: ủa, mấy chị là ai, ở đâu, con cái nhà nào mà sao tốt với tôi quá vậy, đâu có quen biết chị với tôi đâu. Thế thì những chị em đi vô nói với người đàn bà ấy: thưa chị,
chúng tôi có một Thiên Chúa là Cha, có một Đức Giêsu là Anh, có một Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ. Thì cái người phụ nữ đó mới hỏi rằng, vậy thì cho tôi biết mặt mấy người đó xem. Mấy chị đi vô chuyển những tấm hình của Chúa cô mẹ đến cho chị ta. Thì nhìn hình thì nói trời ơi, mấy cái hình đẹp quá, hẹn gì sinh ra mấy đứa con, đứa nào cũng tốt hết. Từ đó chị gắn những tấm hình trên vách tường của nhà chị. Người đàn bà này là ai? Xin thưa anh chị em, là chị ruột của một thứ trưởng ở ngoài Hà Nội. Ngày kia người thứ trưởng từ Hà Nội về thăm chị mình, nhìn cái bức tường cứ hỏi ai đây? Đây ông đó là cha của tao đó. Ai? Bà đó là mẹ của tao. Tốt lắm. Người thứ trưởng mới nói chị hãy lột hết mấy tấm hình này xuống, bằng không chị không có tiền đâu. Chị ta trả lời, đến giây phút này chị không cần tiền nữa, chị chỉ cần một niềm vui, một sự bình an, hạnh phúc ở trong lòng của chị. Không ai có thể cho chị được cái đó. Em có thể cho chị tiền, nhưng em không thể cho chị sự bình an. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nói với nhau về những khó khăn biết bao nhiêu gia đình đang gặp phải, để đến gặp gỡ, chia sẻ. Ngay chúng ta phải gặp được chính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa có lòng xót thương. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta trở về với Chúa, làm mới lại tâm hồn, làm mới lại cuộc đời. Những cái mới đó nó là cũng là cũ thôi, có nghĩa là gì? Nó đã có, cố gắng làm mới hơn, làm tốt hơn. Đó là chúng ta cùng với nhau chạy đến các bí tích Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Trong buổi chay này chúng ta đến với Chúa, cái điểm thứ hai đó là gì? Sống lại đời sống cầu nguyện của chúng ta. Có các bí tích nguồn giữ nuôi, có đời sống cầu nguyện, sự gần gũi của Thiên Chúa, lúc bấy giờ chúng ta mới sống trữ tình dành cho nhau. Amen. Xin mời chị em đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Thank you.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là tiếng nói tối hầu được Thiên Chúa gửi đến để mọi loài con người hoán cải, hầu được sống đời đời. Vì thời gian có lòng thương xót dành cho mỗi người có nguồn có hạn, nên chúng ta cần hoán cải để sống thánh thiện. Chúng ta thưa lên với Chúa rằng: Xin để cho nó một năm năm nữa, xin cho ta quên một hương dẫn tinh tâm mùa trai, ra tâm cầu nguyện và nguyện xây, để cho thân thần đang động lòng người, giúp họ nhận biết thân phận tội lỗi và tin tưởng vào lòng cho tương xong mà mang cái. Đấng tự hữu xa vô đến với anh em, xin cho những người có trách nhiệm lo cho dân lương luôn khôn ngoan và can đảm công nghiên tài đức, vì hạnh phúc của toàn dân, để nhân loại thoát cảnh lầm than, vui hưởng cuộc sống an bình hạnh phúc. Lạy Chúa, Chúa mong muốn cuộc đời chúng con xin nhiều hoa trái thánh thiền. Xin ban ơn giúp chúng con kiên nhẫn sám hối, can đảm canh tân đời sống để được vui hưởng niềm vui cứu độ Chúa dành cho con cái trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Ân trên cội lý lẽ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa nhờ những cố lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa đã muốn chúng con dùng biết hãm mình mà tạ ơn Chúa. Đến giờ đó chúng con là những người tôi lỗi giá đối với tiếng kêu khăn. Và khi Chúa truy diện những kẻ túng thiêu, chúng con trở nên những người biết đo cao lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và
con được quy về Chúa là Cha toàn năng, con sợ nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lần Chúa cứu nghe và thay thế tức người dây, chúng ta dám nguyện rằng
Cộng đoàn chúng con một lần nữa vỗ tràng pháo tay thật đại để
chào đón cha. Với tất cả tâm tình yêu mến, giờ đây con xin phép cha đa minh chánh xứ cho chúng con thay lời tập đoàn gửi đến cha Anze giảng phẩm tâm tình cảm tạ tri ân. Kính thưa cha Anze, chúng con biết cha qua lời giới thiệu của cha đa minh tân chánh xứ của chúng con và qua các bài chia sẻ của cha trên mạng internet. Hôm nay chúng con được thấy tận mắt tai nghe tai chạm đến cha. Vâng, chỉ vì yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu các linh hồn nên cha không quản ngại đường xá xa xôi đi khắp nơi giảng vững tâm cho nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn. Và hôm nay ngày Chúa Nhật thứ ba mùa chay, cha đã đến với giáo xứ chúng con qua việc chia sẻ lời Chúa, qua những bài hát, những câu chuyện minh họa rất gần gũi trong cuộc sống. Trong năm giáo hội mời gọi mỗi người chúng con với lòng thương xót Chúa với chủ đề mục vụ gia đình hãy trở nên dấu chỉ lòng thương xót và đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Cha đã truyền tải cho chúng con nhiều nội dung sâu sắc giúp chúng con có được những giờ phút hồi tâm lắng đọng, sáng hối về những thiếu sót trong bổn phận với Chúa, với người thân và những người xung quanh. Hy vọng qua bài chia sẻ của cha, mỗi người chúng con sẽ kín múc được nhiều ơn thánh Chúa, quyết tâm việc dọn mình xưng tội mùa chay, siêng năng đón nhận các bí tích và tích cực học hỏi lời Chúa để cây vả đời sống đức tin của chúng con không cằn cỗi hôi trộn, không làm Chúa thất vọng nhưng trổ sinh hoa trái dồi dào như lòng Chúa ước mong. Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin chân thành cảm ơn cha, nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho cha, gìn giữ cha luôn mạnh khỏe, có nhiều suy tư thao thức và dạt dào ngọn lửa yêu thương để tiếp tục cha chia sẻ cho nhiều nơi và cho chúng con trong những năm sắp tới. Giờ đây tâm tình tri ân của cộng đoàn chúng con xin được gom kết thành đá hoa và món quà đơn sơ kính dâng lên cha, xin cha tuyên đón nhận cho chúng con. Con xin cảm ơn cha và trong giờ phút này đây chúng con cũng rất muốn lắng nghe những tâm tình của cha khi cha đến với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con xin kính mời cha. Giảng tĩnh tâm xong thì thường có hoa còn không có quà, ở đây là có hoa và có quà mà chưa thấy cái bó hoa ở xứ nào mà to như bó hoa này. Cảm ơn chị em, con xin cảm ơn trước hết là cha giáo xứ Đăng Minh. Ngày trước thì cha ở giáo xứ Phước Hải, cứ buổi chay tuần thứ ba cha mời con chỉ có một bữa thôi. Thành ra thì con xin lỗi cha chị em chỉ được con bữa ở ráng là đó. Thường là giảng ba ngày thì chia ra. Thôi thì cảm ơn cha đến đây với sức cải sạc này, cha lại kêu con đến với cha. Rất cảm ơn cha, cha cũng quên con. Và thưa chị em, tôi đến đây sớm. Tôi thấy cha xứ với chị em, cha xứ mới, mới về có 6 tháng mà thấy một ngày là những cái như ngày nào. Không có ông cha nào mà cúi lưng xuống và đi lượm rác mà thở cho cái gương rất là đẹp. Cha cứ được lượm hoài đi cho con cái của cha nó sướng. Cha lượm thì mình khỏi lượm, đúng không? Thưa anh chị em, hôm nay là tôi đến đây lần đầu tiên đến với giáo xứ cải sạc này. Tôi đi ngang đây rất nhiều lần mà tôi cứ nói với Chúa, hôm nào cho con vô đây con nói chuyện nữa, hôm nay được, đúng là cầu được phước thấy, nhưng mà thấy sung sướng hạnh phúc thành đã nói hơi dài. Thưa anh chị em, vui lòng bỏ qua, chỉ có bây giờ bấy nhiêu thôi chứ không có gặp nhau nữa đâu nha. Tôi giảng cho thường hát, bây giờ trước khi tôi chia tay tôi muốn hát còn khúc ngắn thôi.
xin có con nguyện cầu cho đời cha đã nên chân kinh để mẹ con cái bài này là bài tình ca bolero, không có ca sĩ nào hát cái bài này mà anh chị em vỗ tay nhiệt theo hết cơ á nha. Thôi cảm ơn người nữ, cảm ơn cha, cảm ơn đại diện, có một lời cảm ơn cô rất là dễ thương, cảm ơn tất cả anh chị em. Con xin Chúa làm xuất thương của Ngài tiếp tục đổ hồng ân Chúa trên cha trên xứ, quý ban thần giáo, quý sơ và tất cả anh chị em. Goodbye, see you again. Xin hãy nhận đến đây, chúng ta làm phép làm của lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.